Hàng đồng tiên tri Ấn Độ dự đoán một sự kiện khủng khiếp liên quan đến đại dịch COVID-19 sẽ xảy ra vào ngày 20 tháng 6. Cậu bé Anand, 15 tuổi, được coi là nhà chiêm tinh trẻ tuổi nhất và là thần đồng Ấn Độ vì những dự đoán chính xác của mình. Mới đây, cậu vừa đăng tải một video trên kênh YouTube thu hút hơn 1 triệu lượt theo dõi với nội dung "Làm thế nào để chúng ta ngăn chặn được dịch tiếp theo?". Anand cho biết tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ trong 2 tháng qua thật đáng buồn, khiến hệ thống y tế nước này sụp đổ. Anand tin rằng nếu chính phủ, các nhà khoa học và cả những người dân bình thường có thể làm theo thuật chiêm tinh cổ đại và y học cổ truyền từ tổ tiên, thì có thể tìm ra cách phòng chống đại dịch. Tuy nhiên, vị thần đồng chiêm tinh nhí này cho rằng tiêm chủng không phải là giải pháp cho vấn đề phòng chống đại dịch COVID-19. Ví dụ, những quốc gia từng có tỷ lệ tiêm chủng thuộc top cao nhất thế giới như Iran và Vương quốc Anh cũng có tỷ lệ tiêm chủng nhanh chóng, nhưng đại dịch vẫn bùng phát. Anand cũng đặt ra câu hỏi về biến chủng mới của virus và cho rằng vào ngày 20 tháng 6 tới đây, một sự kiện khủng khiếp liên quan đến đại dịch COVID-19 sẽ xảy ra. Nhìn nhận từ góc độ chiêm tinh học, thần đồng 15 tuổi cho rằng thế giới có thể phải trải qua một thời kỳ hỗn loạn hơn nên cần chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, Anand tin rằng tình hình dịch bệnh sẽ sớm có dấu hiệu khả quan và kinh tế thế giới sẽ cải thiện vào tháng 5 năm 2020. Anand bắt đầu nổi tiếng vào thời kỳ tháng 8 năm 2019 khi đưa ra lời tiên tri rằng sẽ có một thảm họa xảy ra từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Đó là thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc và Iran, hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong dự đoán mới nhất, nhà tiên tri nhỏ tuổi nhất tại Ấn Độ cho rằng tháng 2 năm 2021 có thể xuất hiện một thảm họa lớn hơn. Cùng với đó, nhà tiên tri cho hay năm 2021 sẽ chứng kiến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều so với đại dịch. Điều này khiến mọi người lo ngại rằng thế giới sẽ có một năm khó khăn hơn năm ngoái. Anand là người trẻ tuổi nhất ở Ấn Độ có bằng tốt nghiệp đại học về vi sinh vật. 14 tuổi, Anand thực hiện nghiên cứu chiêm tinh ở cấp độ tiến sĩ trong lĩnh vực tài chính Đại học Chiêm tinh. Cậu có thể giao tiếp thành thạo 6 thứ tiếng. Mới đây, Anand đã thành lập một trang web riêng để cập nhật những dự đoán về vận mệnh tương lai của thế giới sau khi YouTube đã xóa những video của cậu do vi phạm quy định kiểm duyệt. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.